Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng hôm nay, thứ sáu ngày 17 tháng 3 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Hiện tại giá vàng trên thị trường thế giới trong xuống tăng nhẹ, giao dịch ở mức cao là 1.919,16 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.907,63 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.933,42 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó thì chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm nhẹ, giao dịch quanh vùng giá 104,465 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, giao dịch ở mức 24.814 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống giảm nhẹ, giao dịch ở mức 3,579% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch ở vùng giá 68,234 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới ổn định ở mức khá vững chắc. Theo nhà phân tích độc lập Rothman cho rằng, mặc dù một số tin tức đã làm suy yếu đi một chút sự hấp dẫn của vàng, nhưng kim loại quý dường như đã ổn định ở mức khá vững chắc. Vàng đang tận hưởng một đợt tăng trong vánh với khả năng hoạt động mua bù thiếu chiếm phần lớn đa tăng, nhưng tâm lý nhìn chung là có lợi cho vàng. Theo ông Halet V, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu hàng hóa tại công ty dịch vụ tài chính Gelit Financial Services cho biết, trong khi mà các nhà đầu tư đang tìm kiếm một tài sản an toàn, sau cuộc khủng hoảng ngân hàng, họ đang chờ đợi những tín hiệu mới. Mối lo ngại về lĩnh vực ngân hàng sau vụ phá sản của ngân hàng Silicon Valley Bank hay còn gọi là SVB đã thúc đẩy đà tăng giá gần đây của vàng. Bên cạnh đó, giá vàng còn nhận được hỗ trợ từ sự suy yếu đi của đồng bạc xanh. Ngoài ra thì kim loại quý này cũng chịu tác động do chính sách lãi suất của Fed. Vàng được coi là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn kinh tế, song lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội cho việc nắm giữ vàng. Các thị trường đang dự báo có 68,9% cơ hội cho rằng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách quan trọng vào ngày 22 tháng 3 này. Còn theo Goldman Sachs thì đã nâng xác suất kinh tế Mỹ bước vào suy thoái trong 12 tháng tới lên 35% khi mà các ngân hàng nhỏ chịu sức ép. Trong khi đó thì bất chấp cuộc khủng hoảng ngân hàng toàn cầu đang gia tăng, ngân hàng trung ương châu Âu hay còn gọi là ECB đang thúc đẩy kế hoạch thắt chặt chính sách tiền tệ. Vào ngày hôm qua 16 tháng 3, trong một động thái gây ngạc nhiên thì ECB đã tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trên diện rộng. Với mức giá 1.919 đô la Mỹ trên một ounce, giá vàng thế giới tương đương khoảng 52,1 triệu đồng trên một lượng. Với mức giá này thì người mua và nắm giữ vàng trong 6 tháng qua lãi đến 224 đô la Mỹ trên một ounce, tương đương mức giá khoảng 6,4 triệu đồng trên một lượng. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tăng mạnh 350.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch trước đó. Còn với giá vàng miếng của Doji Hà Nội, kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua tăng 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và tăng 300.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Với giá vàng miếng của Doji Hồ Chí Minh tăng 400.000 đồng trên lượng ở chiều mua và tăng 300.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó. Tương tự như vậy thì giá nhận bút số 9 cũng quay đầu tăng mạnh và lấy lại ngưỡng 55 triệu đồng trên lượng bán ra. Đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm qua thì giá vàng nhận bút số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào mức 54,15 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 55,05 triệu đồng trên một lượng, tăng 300.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Còn với giá nhận tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay còn gọi là PNG, mua vào mức 54,2 triệu đồng trên lượng và bán ra mức 55,2 triệu đồng trên một lượng, tăng 250.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều giao dịch so với đóng cửa phiên giao dịch trước đó. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước trong phiên giao dịch buổi đầu giờ sáng ngày hôm nay, phần cuối cùng của bản tin này sẽ là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch hiện tại. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Hiện tại, sau khi mà được điều chỉnh tăng mạnh với cả hai mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là vàng nhận bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác thì thời điểm này tạm thời chưa có điều chỉnh về giá. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Vì vậy, quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn là quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn ngay sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết.
Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.630.000, bán ra 6.700.000, tăng mạnh 350.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là tăng 35.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.630.000, bán ra 6.702.000. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 6.615.000, bán ra 6.700.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.635.000, bán ra 6.695.000. Doji Hà Nội mua vào 6.600.000, bán ra 6.695.000. Phú Quý SJC mua vào 6.620.000, bán ra 6.700.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.622.000, bán ra 6.693.000. Mi Hồng SJC mua vào 6.630.000, bán ra 6.700.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.650.000, bán ra 6.700.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.570.000, bán ra 6.690.000. Ngân hàng T Bank Gold mua vào 6.600.000, bán ra 6.695.000. Ngân hàng Việt Tiên Bank mua vào 6.630.000, bán ra 6.702.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Sau khi mà được điều chỉnh tăng mạnh 350.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 35.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán, thì đến thời điểm này cũng chưa có điều chỉnh về giá. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 cho đến 760.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 6.630.000, bán ra 6.702.000. STC Huế mua vào 6.627.000, bán ra 6.683.000. STC Biên Hòa mua vào 6.610.000, bán ra 6.702.000. STC Miền Tây Quảng Ngãi Long Xuyên mua vào 6.630.000, bán ra 6.700.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.632.000, bán ra 6.705.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.630.000, bán ra 6.702.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.628.000, bán ra 6.702.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Sau khi điều chỉnh tăng mạnh trong khoảng từ 125 cho đến 300.000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng 12.500 cho đến 30.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng, thời điểm này đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ mua vào 5.415.000, bán ra 5.505.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.415.000, bán ra 5.515.000. Vàng bốn số 9 mua vào 5.395.000, bán ra 5.465.000. Cùng tăng 30.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.280.9 nghìn, bán ra 5.410.9 nghìn. Vàng 18K mua vào 3.914.2 nghìn, bán ra 4.114.2 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.001.4 nghìn, bán ra 3.201.4 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.094.1 nghìn, bán ra 2.294.1 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn là quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.